chương trình ca nhạc quê hương người chiến sĩ gồm 5 tiết mục do các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu thể hiện. Trong những năm qua, thì sự phối hợp giữa VTV Cần Thơ và lực lượng vũ trang quân khu 9 trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong hoạt động quân sự quốc phòng cũng như các hoạt động chung của lực lượng vũ trang đã đi vào chiều sâu. Nhất là trong chương trình ghi hình và phát sóng chương trình Tiếng hát người chiến sĩ. Thì trong những năm qua, các cái chương trình phát sóng đã được sự ủng hộ của cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân trong cả nước nói chung và trên địa bàn quân khu nói riêng. Năm nay chương trình ghi hình Tiếng hát chiến sĩ chúng tôi có thay đổi format giữa thống nhất giữa cái đài VTV và lực lượng vũ trang quân khu 9, đó là chúng tôi tăng cường quay ngoại cảnh. Trước khi tiến hành ghi hình ngoại cảnh tại Bạc Liêu, các tiết mục trong chương trình ca nhạc quê hương người chiến sĩ đã được cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu thông qua buổi tổng duyệt trước hội đồng thẩm định. Khi được sự thống nhất của tổ nội dung do Cục Chính trị quân khu thành lập, chúng tôi tích cực luyện tập và nhờ đoàn văn công quân khu giúp hòa âm, phối khí, rồi thu âm, sau đó phối hợp cùng với VTV Cần Thơ trong công tác báo cáo chương trình và ghi hình ngoại cảnh ở địa phương và đơn vị. Tiết mục Bạc Liêu tự hào và khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh, được biểu diễn bởi tốp ca nam nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Quảng trường Hùng Vương, một trong những địa điểm mang tính biểu tượng khi nhắc đến Bạc Liêu, đã được ekip của VTV Cần Thơ chọn làm bối cảnh để ghi hình cho tiết mục này. Khi xây dựng cái chương trình này thì tôi cũng bàn với đơn vị chúng ta cố gắng chọn lọc được những cái tác phẩm nó phù hợp với cái tiêu chí là quê hương người chiến sĩ. Chúng em đã phải di chuyển lên trên Cần Thơ tham gia tập văn nghệ và thu âm tại đoàn văn công quân khu 9. Sau đó là mới về Bạc Liêu để mà tập luyện. Thì trong cái quá trình tập luyện á, thì các bạn rất là nhiệt tình, rất là nỗ lực. Ở một bối cảnh khác, nằm ngay cạnh quảng trường Hùng Vương, ca khúc Chúng tôi là người lính Bác Hồ do nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn sáng tác được ekip VTV Cần Thơ thu hình một cách nhanh chóng. Để cho cái ghi hình cho thuận lợi thì chúng tôi cùng với biên tập viên cùng với biên đạo múa đã chuẩn bị tập đường dây để làm sao cho các bạn ở Bộ Chỉ huy Quân sự này thuần thục để khi ghi hình ở ngoài hiện trường cho nó đạt chất lượng tốt nhất. Ghi hình lần này ngay cái đợt nắng nóng cho nên chúng tôi cũng cố gắng chọn bối cảnh phù hợp. Các anh chị luôn tạo cho tụi em một cái cảm giác rất là dễ chịu luôn, rất là thoải mái, mấy anh chị rất là vui vẻ luôn, khiến cho tụi em bị cuốn theo cái lúc quay luôn, không có cảm thấy mệt mỏi nữa. Thật sự đây là một điều rất là đáng quý, chúng em rất là yêu mến VTV Cần Thơ. Trong cái chương trình thì chúng tôi cũng có một cái tiết mục mà rất là đặc biệt của một cái tác giả mới viết là nhạc sĩ Hoài An, là một cái bài Bạc Liêu, khúc ca Mười Thương và dựng rất là dễ thương. Ca khúc Bạc Liêu khúc ca Mười Thương, ekip VTV Cần Thơ đã chọn bối cảnh ghi hình tiết mục này tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu. Đây là công trình mang tính biểu tượng trên quê hương Bạc Liêu, có thiết kế độc đáo với phần mái và hình ảnh chiếc nón lá thân quen của người dân Nam Bộ. Dù đã gần đến trưa và cuối buổi ghi hình, trời nắng khá gắt, nhưng ekip VTV Cần Thơ và nghệ sĩ biểu diễn cùng phối hợp tốt để ghi hình tiết mục này. Bản thân em là một người lính khi thể hiện bài hát này. Từng ca từ trong bài hát giới thiệu rất nhiều về những địa danh nổi tiếng và các đặc sản của quê hương Bạc Liêu. Em và các đồng đội mình mong muốn rằng thông qua bài hát này thì khán giả sẽ biết đến nhiều hơn nhiều quê hương Bạc Liêu là vùng đất trù phú và tươi đẹp. Mời quý khán giả đón xem ca nhạc quê hương người chiến sĩ trên VTV Cần Thơ. Ta kiên cường ý chí và mãi khúc anh hùng ca.